Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Đó là trận đấu thuộc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32, lượt trận cuối cùng. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Và theo đánh giá của nhà cái thì hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng. Mức kèo phải tăng 0,25 và tăng nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do đội tuyển U22 Thái Lan sẽ chấp U22 Việt Nam. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và hai trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Gì Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì ở cấp độ đội tuyển U22 trước đây thì U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cũng đã có 4 lần gặp nhau. Và 4 lần gặp nhau đó thì các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang bất bại trước các cầu thủ trẻ Thái Lan với 3 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của U22 Việt Nam thì U22 Việt Nam thắng 4 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của U22 Thái Lan và U22 Thái Lan cũng thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của đội tuyển U22 Việt Nam kèo đồng ở lần đối đầu này nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực và chiều sâu đội hình ở lần đối đầu này thì mình thấy là U22 sẽ đầy đủ lực lượng khi mà gặp Thái Lan, cho nên là thực lực hiện tại của U22 Việt Nam cũng không thua kém gì Thái Lan đâu. Thứ hai thì chọn mức kèo đồng hoặc là có thể là lựa kèo phụ được chấp. Nếu như mà hai đội hòa thì chúng ta chọn cổ U22 Việt Nam, chúng ta cũng chỉ từ quay kèo đến thắng là nửa kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của U22 Việt Nam mà so với Thái Lan thì U22 Việt Nam hiện tại cũng đang khá là ngang ngửa với Thái Lan. Nhưng mà những cầu thủ trẻ của Việt Nam á ở thời gian đây thì cũng rất là chất lượng rồi. Gặp Thái Lan thì cũng hay thắng, cho nên là biết đâu trận đấu này vì một cờ sắc áo thì U22 Việt Nam với sự quyết tâm cao độ của mình thì một lần nữa đá bại được U22 Thái Lan thì sao. Cho trận đấu này và đầu tư tưởng mình ưu tiên đi đội tuyển U22 Việt Nam kèo đồng nha, hoặc kèo phụ được chắc. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và hai trái. Thì cả hai đội đang ở phong độ rất ổn định và hiệu suất ghi bàn cũng rất là tốt ở những lượt trận vừa qua. Và những lần mà bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau á thì thường mình thấy là từ 3-4 bàn trở lên là nhiều. Do đó trận đấu này một phần nữa sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng ghi. Mình nghĩ trận đấu này sẽ là 2-1 nghiêng về cho U22 Việt Nam, hoặc là nhiều lắm là hai đội sẽ hòa nhau hai đều. Thì bạn nào và tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài trận đấu này, tại vì thực lực của hai đội bóng này nó cũng không quá chênh lệch đâu. Và hai đội cũng đã chính thức vào vòng trong rồi, cho nên là mình nghĩ là những phút đầu nó sẽ chưa qua thẳng sớm, cho nên là các bạn có thể là canh cho kèo tài nó hạ xuống tầm khoảng 2 trái hoặc dưới 2 thì các bạn thả vào nó sẽ an toàn hơn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tỷ số đó 0,75. Thì đó hiệp 1 với phong độ ổn định và thực lực của mình thì U22 Việt Nam cũng không thua Thái Lan, thậm chí là Việt Nam là những người có bàn dẫn trước nữa. Thì mong các bạn chọn cổ U22 Việt Nam kèo đồng nha và đá tài 0,75 hiệp 1. Ưu tiên đến tài hiệp 1 trận đấu này cũng rất là ngon. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn cổ U22 Việt Nam và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.